Chị Lê xin chào tất cả các bạn, trở lại với kênh của chị Lê nhé. Nay mình chia sẻ cho các bạn cách trồng rau muống bằng cành. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề chăm cách chăm sóc những cành rau muống mình mới mua về trong cái những cái tiệm siêu thị á. Mình mua về xong rồi mình cắt ra từng khúc nè. Các bạn ngâm vô nước khoảng 4-5 ngày và đợi khi nào rễ nó lên á, các bạn trồng xuống dưới đất. Thì trong thời gian này á, những cái cành rau muống của mình á, mình ngâm xuống nước nó hơn khoảng 6-7 ngày, 8 ngày thì nó mới mọc rễ rất là nhiều. Những cành nào mà chưa mọc rễ các bạn phải tiếp tục ngâm nữa. Tại vì cái thời tiết tại đây nó dưới 60 độ F các bạn. Cho nên nhiệt độ quá thấp, cho nên cái tiến trình để mọc rễ nó chậm lại. Thông thường là khoảng 4 ngày, 5 ngày là rễ ra rất là nhiều. Nhưng mà thời gian này nó ra tới 7 ngày, 8 ngày nó mới ra rễ được nhiều. Và cách chăm sóc của những cành rau muống này, khi mà các bạn ngâm nước thì khi các bạn thấy nước nó đục á, các bạn phải thay nước liền, không ấy là nó bị thúi các bạn. Những cái gốc nào bị thúi các bạn lấy ra dục đi, đừng có tiếc. Các bạn thay dục cái cành nó đi và thay nước khác để không bị nhiễm ung thúi vào những cái cành khác á. Rồi. Và khi các bạn ngâm trong nước á, các bạn để trong nhà, đừng có để ra ngoài nha. Tại vì bên ngoài á, nhiệt độ nó ảnh hưởng lại cái cành rau muống non á. Cho nên các bạn ngâm những cành rau muống này trên những cái cành cửa sổ nó ra rất là nhanh và an toàn. Đây là những cái cành rau muống này nè. Hey. Đó, thấy không? Rễ ra rất nhiều nha các bạn. Đó, đây nữa nè. Đó là những cành rau muống mình đã ngâm trong nước được 8 ngày nha các bạn. Đó. Hey. Thấy không? Xin mời các bạn theo dõi cái video của mình nha. Mình chia sẻ cho các bạn năm nay là năm 2022, rồi bắt đầu là đầu tháng 6 mình sẽ trồng rau muống bằng cành. Sau khi mấy bón rau muống mình mua đem về đó, mình cắt cái đọt dưới á, đọt già các bạn. Mình bỏ vô một cái khay. Xong rồi mình đổ nước lên để khoảng ngâm khoảng 3 ngày, xong rồi rễ lên, xong rồi mình đem ra ngoài mình trồng. Rồi để mình đổ nước lên nha. Trước khi mình đổ nước vô các bạn, mình phải dùng những cái miếng gạch này nè, bỏ lên để chặn lại, không thôi là cái rau muống nó sẽ nổi lên thì rễ nó mọc lên không có đều. Đó, mình bỏ cái gạch lên nha, gạch ngói, gạch kiếm cái gì cũng được, có cái chặn dưới nè để cho mấy cái cọng rau muống nó không có bị nổi lên các bạn. Đó, đây chặn hết vô đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng nước nha các bạn, dùng nước mưa tốt hơn. Thì mình đây mình đã chuẩn bị được mấy chai nước mưa này, nước mưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình chế nước mưa vô. Kế vô khoảng phân nửa khay. Các bạn kiếm những cái hộp cơm á, rồi làm giống vậy nè. Đó. Ồ, thiếu. Các bạn thấy không, nó nổi lên các bạn. Những cái cành rau muống nó nổi lên, nếu mà các bạn không chặn lại thì nó nổi lên. Thì lúc đó là nó không có tắm nước, nó không ra rễ. Đó. Đây. Đây nè bạn, mình bỏ gần đầy ca nha, tại vì mình bỏ vô một góc độ á, cho nên cái lượng nước mà thấm vô mấy cái cành này nè, nó chỉ phân nửa thôi. Mình chèn thêm mấy cái miếng gạch này lên nè, để cho mấy cái cành nó không nổi lên nữa. Đó, gần đầy luôn. Rồi 3 ngày mua quay trở lại. Sau một tuần, những cái cành rau muống của mình đã mọc cành lên. Và những cái cành rau muống này có rễ nằm ở dưới nhưng mà nó chưa có ra rễ hết nha. Nó chỉ có vài cành lên rễ thôi. Mà đôi khi các bạn cần phải thay nước nha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn không thay nước á thì những cái cành nó bị, lúc mà nó bị có những cái cành non nó bị thúi á, các bạn không đem ra thay nước á thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái cành khác. Nó tạo ra những con vi khuẩn á và làm hư cành hết luôn. Mình phải thay nước cách khoảng 3-4 ngày mình thay nước một lần. Thấy nước nó hơi màu vàng vàng là các bạn phải thay nước khác.
bây giờ những cái cành rau muống này cái rễ nó mọc chưa có được mạnh, cho nên mình phải đợi thêm vài ngày nữa. Tại vì trong thời gian này chứ thời tiết ở ở đây nó vẫn còn lạnh, nó chưa có ấm, không, nó chưa có trên 80 độ F, vẫn lạnh, cho nên thời gian mà để nó mọc rễ lên nó rất lâu, lâu hơn bình thường nha. Thông thường khoảng 3 4 ngày là mọc rễ rất nhiều, nhưng mà bây giờ là đúng 1 tuần rồi mọc rễ không có được nhiêu á các bạn, không có được nhiêu á. Đây nè, cho bạn xem này đó. Đây là ngày thứ 8 sau khi mình ngâm những cái cành rau muống trong những cái khay này đó. Bây giờ nó lên rất là nhiều và rễ lên cũng nhiều lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài mình trồng nha. Đem cái này ra ngoài trước. Đó, mình đã chuẩn bị cái vùng mà mình trồng rau muống các bạn. Thì cái này là mình trồng với số lượng lớn nha. Đây là cái vùng mình. Những cái phần đất này nè mình đã chuẩn bị sẵn rồi đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị trồng nha các bạn. Đây là cách trồng rau muống bằng cành có mau, thời gian rất là nhanh để thu hoạch. Ok các bạn, mình đã đem ra ngoài hết này nè, bây giờ mình chuẩn bị mình sẽ trồng lên cái vùng này đó. Bạn xem là rễ nè, đây này ra rễ rất là nhiều. Đây bạn thấy rễ không? Wow, đây rễ quá trời nè các bạn, đó cái này ra rễ quá trời nè đó. Các bạn ơi, mình đã trồng được 30 cây nha. Được 30 cây rau muống trồng bằng cành và cách chăm sóc của những cái cành rau muống non đó. Và mình còn lại đây khoảng 8 cây. 8 cây này mọc chồi rồi nhưng mà chưa có rễ, cho nên mình tiếp tục ngâm trong nước. Và mình sẽ trồng vô cái khoảng đất trống này nè. Bữa nay mình ra sân vườn mình xem cái dàn rau muống mình lên rất là nhiều. Này là sau 28 ngày nha các bạn. Thế là gần đúng 1 tháng á. Bây giờ các bạn thấy nè. Sau 28 ngày nha, các bạn có thể thu hoạch ăn dần dần được rồi đó. Thì đúng ra là mình trồng lúc trước mình trồng khoảng 15 ngày là ăn được rồi, mà tại vì năm nay thời tiết nó thay đổi á, nên cây rau muống nó lên chậm hơn đó. Thì các bạn có thể ăn dần dần được, các bạn có thể cắt những cái cành dưới nè thì những cái cành khác nó sẽ lên, nếu mà cần không cắt á, thì cái này nó sẽ cao lên đúng không, bạn phải cắt nha, cắt thì những cái cành mới nó ra. Mình xin chấm dứt cái video mình đây nha. Các bạn thấy video này hữu ích và thú vị, các bạn hãy chia sẻ, nhấn nút like và ủng hộ kênh của Chi Lê nha. Chi Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chi Lê TV, bye bye.